thành công thì nó thật sự với các bạn luôn, thiếu gì người theo đuổi, mà họ lại phải lên mạng, họ đi làm quen với nhóm mẹ đơn thân, thậm chí là còn hơn cả tuổi họ nhiều như thế làm gì ạ? Toàn bộ mà những người hàng ngày inbox để hỏi mình là đây có phải là nick của anh không này, mình soi vào thì thấy toàn là các chị thôi. Mình mới suy ra đối tượng lừa đảo của các đối tượng này đa phần là các chị tầm tuổi ở độ khoảng đâu đấy vào khoảng thế hệ 7x 8x đấy đầu ấy, hoặc là có thể là đi thân hoặc thiếu thốn tình cảm gì đấy. Đấy là cái đối tượng mà cái bọn đánh vào mạnh nhất. Một ngày nói thật sự với các bạn luôn là mình không thể đếm hết được những người inbox với cả tìm mình, nó quá nhiều. Và có những người họ tìm mà họ vẫn ngây thơ, họ vẫn nghĩ đấy là mình, các kiểu mệt mỏi vô cùng luôn. Nói thật sự luôn, ví dụ như ở quê mình nhiều người cũng không biết đâu, không được tiếp cận nhiều với cả những cái trò lừa đảo này, là họ cũng không biết đâu các bạn ạ. Đấy, thế nên là họ vẫn tiếp tục là bị chúng nó lừa đảo, mất hết cả tiền, cả tình cảm các thứ. Mình nói thì các chị có khi các chị lại còn không tin. Đấy, cứ nghĩ là thế này thế kia. Mình bảo luôn là chị ơi, những người mà họ bận rộn, họ thành công hay là họ mặt mũi họ sáng sủa thì làm sao mà họ làm quen được, không phải hình ảnh của mình đâu. Tất cả những người hình ảnh khác họ đều dựng lên một cái chân dung người rất là thành công. Thành công thì nó thật sự với các bạn luôn, thiếu gì người theo đuổi, mà họ lại phải lên mạng, họ đi làm quen với nhóm mẹ đơn thân, thậm chí là còn hơn cả tuổi họ nhiều như thế làm gì ạ? Đấy, những cái tư duy nó rất là đơn giản như thế thì cũng xin là các chị là cũng phải tỉnh táo, rồi các bạn cũng phải hết sức tỉnh táo. Để mà làm sao ạ? Tránh mất không những mất tiền lại còn mất cả niềm tin. Nhưng mà gì ạ? Mọi người hay bị gì ạ? Khi mà có chút tình cảm rồi là mọi người bị cuốn theo nó mà mọi người không thể làm chủ bản thân được. Xong rồi là cái sự va chạm thì lại còn thiếu nữa. Tại sao mình cứ cố gắng mình làm nhiều video như này, đơn giản sự luôn là chỉ muốn lan tỏa được thêm ai thì đỡ người đấy thôi. Đấy, và cảnh báo rất nhiều rồi, mật độ ra video cảnh báo lừa đảo của mình chắc là nó phải là quá nhiều rồi. Cũng hy vọng là các bạn đọc được, các bạn share, các bạn comment tag những cái bạn mà bị lừa đảo vào đấy để người ta tỉnh ngộ ra nhá. Chứ còn bản thân mình nó thật sự luôn là check inbox bạn bè mình còn không có thời gian check, chứ đừng nói đến cái việc mình đi làm quen với ai cả. Thế nên là mọi người cũng đừng có ảo tưởng cái việc là những cái người mà họ bận rộn rồi họ chủ doanh nghiệp rồi họ lại cần lên mấy nhóm đơn thân. Thực sự luôn, nếu mà các bạn ở thành phố lớn, những cái nơi khác, kể cả những người thành công bình thường ở những địa phương, họ quá nhiều mối quan tâm, quá nhiều người có thể là theo đuổi họ nếu thật sự họ là những người gì ạ? Họ là những người cô đơn đó nha. Nhất như là mình có gia đình, có con cái, gia đình đầy đủ rồi thì càng không có chuyện đấy các bạn nha.